Thưa quý vị, chiều nay, ông Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đi thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ở tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh. Theo đó, 100 suất quà được trao tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gồm mì tôm, thịt, cá và các nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết đã ân cần thăm hỏi về thu nhập, nơi ăn chốn ở và sinh hoạt hàng ngày của các công nhân, chia sẻ những khó khăn và động viên mọi người thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, cố gắng cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hôm nay lãnh đạo thành phố đi thăm nắm tình hình, chia sẻ khó khăn với anh em công nhân, cố gắng chịu khó, chấp nhận chia sẻ với thành phố vượt qua khó khăn này tí, rồi sáng đi làm trở lại, cuộc sống ổn định hơn. Không biết bao giờ là đủ, nhưng mà thứ thiết yếu mà không thể không có thì công đoàn lưu ý. Nếu mà công đoàn mà ngoài cái khả năng công đoàn thì đề xuất cho thành phố. Trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây có khoảng 400 nhà trọ với hơn 1.800 công nhân đang thuê ở, thiếu việc làm, giảm thu nhập, thậm chí một bộ phận lao động mất việc làm khiến cho đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, những suất quà kịp thời đến từ Liên đoàn Lao động thành phố là nguồn động viên rất lớn cho mỗi công nhân nơi đây. Lời đầu tiên là em xin cảm ơn chính quyền Đà Nẵng, chính quyền địa phương với các Liên đoàn Lao động của thành phố là đã giúp đỡ những người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid. Dạ, em rất cảm ơn bên lãnh đạo thành phố đã quan tâm đến bọn em trong mùa dịch này. Vì bọn em là hiện tại đang không có việc làm nên những món quà như này là động viên tinh thần rất lớn đến cho bọn em ạ. Được biết, phường Hòa Thọ Tây hiện có 18 tổ tự quản công nhân. Trong thời gian giãn cách, các tổ tự quản đã phối hợp cùng với các tổ trưởng dân phố đi chợ thay, cung ứng kịp thời các nhu yếu phẩm cho công nhân, tiếp nhận và trao kịp thời những phần quà hỗ trợ công nhân, đồng thời vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà trọ cho công nhân, mức giảm phổ biến là 50% giá thuê phòng.